Xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay giới thiệu với các bác một cái sản phẩm túi gà mồi năm 2021 này. Qua một năm thì rất chi là nhiều bác đưa mẫu đến nhà em để may sản xuất cái túi gà mồi này. Thì hôm nay em đã sản xuất xong một lô. Lô này sản xuất chỉ được 200 cái thôi các bạn. Là đến Tết rồi không kịp nữa rồi. Hôm nay đã là 26 Tết rồi các bạn. Thì trong thời gian nghỉ Tết này, bên nhà em vẫn nhận hàng bình thường nhá. Các bác nhé, các bác đặt hàng thì nói chung là trong dịp Tết nhà em vẫn nhận, nhưng mà đến ngày mùng 7 thì nhà em mới bắt đầu gửi hàng được các bác. Mùng 7 âm lịch nhá các bác nhá, thì bắt đầu nhà em bắt đầu lại gửi hàng quay lại, tại vì là bên đơn vị nhà em thì mùng 7 bắt đầu mới làm, thì mùng 7 em sẽ gửi hàng lấy toàn thể các bác. Sau đây là đi chi tiết về cái sản phẩm túi gà mồi đời mới nhất này. Đây, như trước mắt các bác đây. Cái túi này là đế vuông các bác. Toàn bộ đế của nó là đế vuông đây này các bác này. Đế vuông này được may đai chạy xung quanh. Xung quanh cái đai này để cho cái túi nó tăng thêm độ chắc chắn. Và khi mình xách, đây là nó có một tay xách này các bác này. Cái này mình tay xách và đây là quai tháo rời nhá các bác nhá. Cái quai đeo của mình đây này, quai đeo dài này, nó có thể tháo rời được. Nhà em đã làm khóa ở đây rồi, làm quy cài ở đây cho các bác rồi, thì các bác có thể tháo rời ra. Mình xách tay cũng được, hoặc là mình đeo dây gì đây. Có dây đi theo và có tay xách đi theo đây. Còn về bên trong của nó, bên trong của nó thì con gà, cái túi này có thể đựng được con gà 1,5 cân, thoải mái các bác. Đấy, anh em mình đi đánh thì nói chung là nó rất chi là bền bỉ và chắc chắn. Bác nhìn thấy không, nó là hai mặt đây này, nó là hai lớp ngụy trang hết. Bên ngoài này một lớp ngụy trang này, màu cực chất cực đẹp luôn các bạn. Đấy, như trước mắt các bác nhìn trên màn hình đấy, bên trong này là của nó là đế vuông các bạn. Đây, toàn bộ đây là đế vuông hết. Đấy, nó có 8 cái lỗ thông gió này cho con gà mình cho khỏi nóng, và con gà có thể thò đầu ra đây được các bạn. Mình có thể nới khóa ra để cho con gà nó thò đầu ra, ok thoải mái. Khóa này được làm một khóa một cái dây to, đâm ra là rất chi chắc chắn đấy các bác nhé. Đây, gà có thể thò đầu ra đây được đấy, các bác nhìn rất chi chắc chắn và đẹp luôn. Riêng túi gà mồi này đảm bảo với các bác là giá cực kỳ rẻ luôn, giá rất hợp lý cho các bác nhé. Khi các bác mua hàng đấy, thì khi các bác mua hàng em sẽ để số điện thoại bên góc phải màn hình cho bác chủ động liên hệ. Bác nào cần Zalo trực tiếp cho em. Còn cái giá cả thì các bác không phải lo nhá, giá cạnh tranh trên thị trường luôn, đảm bảo cực rẻ nhất luôn. Xin chào toàn thể các bác nhá, hẹn các bác video lần sau ạ.